Thủy Tiên bị bố công vinh cấm cưới vì quá hỗn và mối quan hệ thực sự với nhà chồng. Lùm xùm từ thiện chưa qua, Thủy Tiên, công vinh tiếp tục bị netizen đào lại nhiều chia sẻ liên quan đến đời tư của mình. Suốt nửa năm qua, công vinh, Thủy Tiên là hai cái tên được cư dân mạng nhắc liên tục trên mạng xã hội. Cả hai nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả khi liên quan đến vấn đề minh bạch tiền từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Lùm xùm sao kê 177 tỷ chưa rớt thì mới đây, cặp đôi tiếp tục bị netizen soi cả đời tư. Theo đó, cộng đồng mạng đang truyền tay nhau clip Thủy Tiên chia sẻ về quãng thời gian mới yêu công vinh. Nữ ca sĩ cho biết cô từng phải đưa tiền cho chân sút số 1 Việt Nam tiêu xài. Khi đó, nam tiền đạo gặp áp lực gánh hết kinh tế cho gia đình. Thế vậy, giọng ca 8X đã nói thẳng vấn đề khiến bố công vinh tức giận, thậm chí cấm con trai cưới Thủy Tiên. Gia đình dồn công vinh trách nhiệm phải lo lắng hết tất cả thành viên trong gia đình, thậm chí không cần biết trong tài khoản của anh còn bao nhiêu. Tôi phải đưa tiền cho anh Vinh xài vì anh không còn tiền. Tôi thấy thương quá nên nói thẳng. Lần đó bố anh Vinh gọi điện cho mẹ Tuệ nói. Tôi cấm không cho Vinh lấy con tiên tại vì nó dám nói như vậy. Hỗn quá. Tuy nhiên, một thời gian thì bố của anh Vinh cũng hiểu chuyện và càng thương hai đứa hơn. Thủy Tiên bộc bạch. Thủy Tiên chia sẻ về việc từng đưa tiền cho công Vinh tiêu xài. Bị ba chồng cấm cưới vì quá hỗn. Công Vinh, Thủy Tiên quen nhau năm 2008. Khi Nam tiền đạo đang là chân sút số một Việt Nam. Sau khi đoạn clip được chia sẻ, có không ít ý kiến cho rằng Thủy Tiên chưa khéo léo khi tiết lộ điều này trước truyền thông. Đáng nói, Công Vinh còn từng bị dư luận đồn đoán rằng ăn bám vợ. Tuy nhiên, vào hồi tháng 6 năm 2021, nữ ca sĩ ngôi nhà hạnh phúc cũng đã lên tiếng bảo vệ chồng trước những lời dèm pha của netizen. Nhiều khi mình thấy tội chồng mình lắm, tự nhiên giờ bị mấy bạn nói nghèo không có tiền xây nhà chỉ chờ tiền ăn bám vợ. Trong khi ảnh đi đá bóng, tất cả hợp đồng lẫn lương thưởng các câu lạc bộ trong và ngoài nước đội tuyển quốc gia cộng lại hơn 10 năm cũng kiếm 50 tỷ tiền mặt từ 5 đến 6 năm trước rồi. Sau đó ảnh có duyên mắt tay đầu tư đất đai bất động sản lên giá toàn lãi gấp 5 đến 6 lần. Cặp đôi sau đó đã đi đến hôn nhân trong sự đồng thuận của gia đình hai bên. Năm 2014, cả hai tổ chức đám cưới rình rang ở Kiên Giang với hàng nghìn khách mời. Không chỉ được lòng bố chồng mà Thủy Tiên cũng được mẹ chồng hết mực yêu thương. Năm 2018, nữ ca sĩ tham gia một chương trình tóc sâu với mẹ chồng. Trước đồng đảo khán giả, bà tuệ dành những lời tốt đẹp cho con dâu, cô là người Nghệ An, con dâu cô người miền Tây, con dâu cô ít nói nhưng rất quan tâm đến mẹ chồng. Quan tâm thứ nhất về sức khỏe, động viên mẹ thường xuyên, thậm chí, khi giọng ca sinh năm 1985 chia sẻ về việc từng bị ba chấm, mẹ ruột của cô không giấu được sự lo lắng, sợ con gái sẽ bị nhà chồng khinh bỉ. Tuy nhiên, bà tuệ lại có phản ứng gây bất ngờ. Mẹ Nam tiền đạo gọi điện động viên con dâu, "Con dâu hôm nay có khỏe không?" Ở đây hàng xóm đồn đại con nhiều lắm, nói con bị xâm hại từ bé, nói chi mà ác dứa. Mẹ có nói với mọi người, nó là người đáng thương, đáng bảo vệ, có trách phải trách những người kia chứ sao lại trách nó. Khi về nhà, chồng, Thủy Tiên từng được Công Vinh nhắc nhở phải dậy sớm phụ mẹ làm việc để lấy lòng. Đến 9 giờ sáng, khi Công Vinh gọi bà xã dậy thì bất ngờ anh lại bị mẹ mắng, để cho nó ngủ chứ, để cho nó có sức khỏe chứ. Nó đi diễn về đêm hôm cực, để cho nó ngủ. Thủy Tiên và mẹ chồng có mối quan hệ rất tốt đẹp. Bà Tuệ quan tâm con dâu chẳng khác nào con đẻ. Ít ai biết rằng Thủy Tiên và Khánh Chi, em gái công vinh vốn đã quen trước cả khi cả hai hẹn hò. Khi dính nghi án yêu đương với cầu thủ Nghệ An, Thủy Tiên còn tuyên bố mình đến để gặp em gái công vinh chứ không phải gặp anh. Tháng 12 năm 2008, dù chưa công khai tình cảm nhưng nữ ca sĩ đã cùng Khánh Chi đến sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho công vinh và đội tuyển Việt Nam trong trận AFF Cup. Chính Khánh Chi cũng là người đẩy thuyền anh trai mình với Thủy Tiên trong suốt ồn ào sao kê từ thiện cô luôn có động thái ủng hộ vợ chồng thủy tiên trên trang cá nhân thủy tiên và khánh chi đã quen nhau trước khi nữ ca sĩ hẹn hò với công vinh sau nhiều sóng gió cả hai vẫn ở bên cạnh nhau và được gia đình bạn bè ủng hộ các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé